sương gió, lắm năm châu họ phàn vẫn oai hùng muôn đời. Một lòng đoàn kết thương giúp anh em, lễ hội hàng năm thờ kính ông bà, tiếng họ phàn ngàn năm sang cho. Thank you.
sáng đi soi lòng ta. Ông dòng xưa mẹ công nghĩ cha ai từng thuyền cập bến nhờ thấy người lái ơn mở đường thế hệ mai sau trăm năm một mùa cuộc đời. Vạn quý mão niên chạp nguyệt sơ bát cát nhật kim thần các con cháu dòng tộc họ Phạm Ngọc hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt cung thỉnh chư tăng tiểu vũ tư gia thiết lập mường hoa đăng trà qua thực cáo nhất thần linh thổ địa cập gia tiên tiền tổ nội ngoại tiên linh trong suốt quá trình thi công từ đường chủ thợ được chữ bình an vô sự. Này các con cháu thiết lập án tiền phụng thờ Phạm Ngọc đường thượng nội ngoại tiên linh nhờ phúc âm tiên linh các con cháu dòng tộc Phạm Ngọc ăn nên làm ra gom góp được chút tiền tài xây cất ngôi từ đường để phụng thờ tiên tổ. Hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt, con cháu chúng con thành tấm dâng nén tâm hương, thiết lập hướng hoa đăng trà quà thực, làm lễ
điền hoàn long mạch cập nhật trạch dương từ đường vào phụng thờ cầu nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Tiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Thần Gia Tiên Tiền Tổ Phạm Ngọc Đường Thượng Thủy Từ Gia Hộ Cho Con cháu hiện tại đang sống được các bảo bình an vạn sự các tường như ý. Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm cầu tài, đắc lộc, cầu bình an, đắc bình an. Nam mô Thập Phương Tam Bảo Thủy Từ Gia Hộ. Nam mô Ngũ Phương Ngũ Thổ Bàn Thổ Thần Linh Thủy Từ Gia Hộ. Nam mô Phạm Ngọc Đường Thượng Nội Ngoại Tiên Linh Thủy Từ Gia Hộ. Chân bước bước chân lội đồng cày cây nuôi lấy đàn con hiền ngoan sống khôn ngoan mạnh giỏi tâm hiền tổ tiên đắp xây xóm làng mơ màng con cháu vui và đông người đông rõ thật đông thật sự tay không quyết bỏ công đắp xây xóm làng nhẹ nhàng tiếng nói lên từng lời tha thiết cùng nhau sống bên nhau tình cảm chan hòa Hãy subscribe
cẩn lương tiên bạch. Tuân phụng Như Lai thần, tuân phụng Đức Thích Ca Như Lai gì sao đệ tử thuần thành, kẻ thù đốn thủ đại bi cúi sơ văn tiên bạch tương ngôn. Phục di a phục thọ khang ninh nại nhân tâm chi cầu nguyện tai ương hàn anh bằng. Thanh lực di dài trừ nhất niệm chi thành tập phương chứng giam. Viên hữu vị Việt Nam quốc thái bình tỉnh Đông Hưng huyện Đông Hưng quan xã Vạn Minh thôn Y Vũ từ đường sứ thượng phụ Phật thanh niên cung giảng lệnh tiết xuân Đông Thiên tiến lễ. Nhập trạch cập điền hoàn long mạch khánh thành từ đường giải hạn tông ách trừ tai cầu gia nội bình an nhân khang vật tình. Cầu tài cầu lộc cầu duyên sinh cầu trường thọ sự kim kim thần tín chủ phạm ngọc lân sinh quý mùi thiên hành canh bát thập nhất tuệ. Phạm Ngọc Quân sinh kỳ sửu niên hành canh thất thập ngũ tuế. Phạm Ngọc Khang sinh bính tuất niên hành canh thất thập bát tuế. Phạm Ngọc Ánh sinh mậu tuất niên hành canh lục thập lục tuế. Phạm Ngọc Đăng sinh canh tuất niên hành canh ngũ thập tứ tuế. Phạm Trung Kiên sinh canh tuất niên hành canh ngũ thập tứ tuế. Phạm Ngọc Cương sinh tân dậu niên hành canh tứ thập tam tuế. Phạm Ngọc Hoàng sinh mậu ngọ niên hành canh tứ thập lục tuế. Phạm Ngọc Việt sinh bính thìn niên hành canh tứ thập bát tuế. Cùng các con cháu dâu rể họ Phạm Ngọc hôm nay nhờ phúc ấm của tiên linh các con cháu họ Phạm Ngọc ăn nên làm ra gom góp được chút tiền tài xây dựng ngôi từ đường để phụng thờ tiên tổ. Hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt cung thỉnh chư tăng tiểu vu từ đường thiết lập hương hoa đăng trà quả thực làm lễ khánh thành cập điền hoàn long mạch. Cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng tiếp dẫn chư vị chân linh cửu huyền thất tổ Phạm Ngọc đường thượng nội ngoại tiên linh bà cô ông mãnh được siêu sinh tịnh độ phù hộ cho con cháu hiện tại đang sống được các bảo bình an vạn sự cát tường như ý. Điều lành đem đến, điều dữ đem đi, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, tức nhật hương can. Ngọc bệ phu giang phạm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư dương thế sô hệ thiên cung hà càn khôn phu tái chi hồng ân cảm. Phật Thánh Phương Phù Chi Đại Đức Tư Phùng lệnh thiết tiến lễ. Nhập trạch cầu an giải nhất thiết chi tai ương cầu vạn ban trì can khanh. Do thị kim nguyệt các nhật tu thiết kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cung phu trần quỷ sơ văn kiện thân thường tâm. Cùng cùng di nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật thanh liên tòa hạ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc giáo chủ A Di Đà Phật liên tòa hạ. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Hồng liên tòa hạ. Nam mô Đại Thánh Đại Từ Địa Tạng Vương Bồ Tát Hồng liên tòa hạ. Ngũ Phương Ngũ Tư Thổ Bản Thổ Thần Linh Cập Gia Tiên Tiền Tổ Nội Ngoại Tiên Linh Bà Cô Ông Mãnh Vị Tiền Tác Đại Chứng Minh. Cung cung vọng hồng từ đống thị chư giám phục nguyện đức đại quân phù ân hoàng tế độ
Đặng phung lưu ân trừ tai xá quá tỷ thần đẳng gia môn hương vượng nhân vật bình an tam tai bát nạn sử vô xâm phạm chi ngu. Bách Hòa Đông tháng 12 ngày mùng 8 giờ tốt thần cố thủ Hòa Nam Thượng Sâm. Thượng Lai Văn Sơ Tiên Đọc Sĩ Chu Sơ Đối Đàn Tiền Dục Bằng Phó Đô Sư Đã Sản Sinh. Sinh ra con cháu lập gia đình nơi đây. Tổ tiên tâm phúc cao dày con cháu dựng xây xóm làng phúc hồng rồi lại giỏi giang cho nên dòng dõi ngày càng lớn đông. Tiên tiên tổ phúc hồng đào kênh đưa nước dòng sông về nhà tổ tiên tình nghĩa bao la trời cho con cháu đầy nhà đầy sân. Để cho con cháu vinh thần nối dòng tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui cháu con nay sống ngọt bùi cháu con nay được đầy lũi nỗi sầu. Cháu con tình nghĩa khắc sâu nay về đoàn kết cúi đầu dâng hương. Cháu con ơn nhớ tông đường nhớ ơn dòng tộc họ đương xóm làng cháu con dâng lễ hoa nhang dâng lời cung kính dịu dàng từ cháu con kính lễ vong hồn tại nơi thờ xóm thôn quê nhà con mời tiên tổ họ ta con đi mời cụ kỵ ông bà hiền linh về đây với đại gia đình cháu con các cụ sản sinh sinh thành.
con xin các cụ ở trời xanh chứng lòng con cháu hiền lành nết na chứng tâm trai gái trẻ già vui cùng dấu rể đừng ra đạp đền. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng tôi nhập trạch cho các cụ công các bà tổ tiên lên ngôi nhà mới, tức là từ đường Chi Ba Bảo Ngọc. Rất cảm ơn các quý vị đại biểu, anh em, con cháu, họ hàng gần xa về cùng chia vui, chúc mừng chúng tôi xây được ngôi nhà từ đường cho các cụ tổ tiên khang trang đẹp đẽ. Hôm nay và kết hợp với lại tối nay cũng là tổ chức ngày giỗ của ông nội tôi là Phạm Ngọc Phiên, 12 tháng 12 như nay chúng tôi tổ chức ở đây. Cho nên là mọi công việc của gia đình và tổ tiên cũng được các chú, các bác, các anh, các em đóng góp công sức xây dựng được cái từ đường. Và đặc biệt là chú Dương, chú Hoàng, chú Tùng, chú Việt và vợ chồng chú Phương là thủ là trông coi từ đường này, cho nên là đến nay đã hoàn thành và cái công sức ấy là của mọi người đóng góp kinh phí để xây dựng nên. Cho nên rất cảm ơn các bạn bè, anh em chiến hữu, đặc biệt là bạn bè chú Hoàng hôm nay về là tham gia rất là cảm động, mà từ xa xôi từ Hà Nội về đến đây tổ chức cũng chia vui chúng tôi và rất là cảm ơn. Và mọi người chúc các vị mọi người vui vẻ ăn một bữa cơm thân mật với gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuống bồi hồi, lòng sống sáng bao niềm vui.
Chẳng
mẹ nằm đêm tay thật lớn nữa đi ạ, để dành tặng một bài thơ vô cùng ý nghĩa đến từ thiếu tướng Nguyễn Hồng Lĩnh, ngày hôm nay trở về chung vui trong buổi tối ngày hôm nay với dòng họ Phạm Ngọc. Vâng, kính thưa quý vị, rất là quý hóa. Vâng, kính thưa quý vị, và trong buổi tối ngày hôm nay thì rất vinh dự cho các nghệ sĩ nhà chèo Thái Bình được trở về chung vui và cùng chào đón sự hiện diện của quý vị. Các nghệ sĩ với tâm lòng thành kính, trước là một lòng thành kính dâng lên tiên tổ, sau là trân trọng kính chuyển tới sự hiện diện của quý vị. Và ngay sau đây thì trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng hướng về phía sân khấu, cùng đến với top nam nữ các nghệ sĩ nhà hát chèo Thái Bình với nhạc phẩm Chảy Hội Xuân. Xin được trân trọng và kính mời quý vị cùng thưởng thức. Và ngay sau đây, nghệ sĩ Đình Phong trân trọng và kính mời quý vị cùng đến với bản văn ca Dương Văn Chầu Tổ Phạm Ngọc. Xin được trân trọng và kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hồng ân soi rõ
nghìn thu đức lưu quan tiên tổ tu nhân truyền hậu trên cành biếc xanh.
mùa ngát thơm mây, cháu con xa gần về đây. Đàn duyên đạo màu hôm nay, tấm hoa thành giao lưu đến từ giọng hát của anh Quốc Hào, là hàng xóm của anh Hoàng, với nhạc phẩm Quê Nhà. Xin được trân trọng và kính mời giọng hát của anh Quốc Hào cùng trở lên sân khấu ạ. Sát cạnh nhà Hoàng, một người con rất yêu thương của trong gia đình họ, và hôm nay trong cái khánh thành nhà thờ, một tâm huyết của Hoàng cũng như là trong toàn thể gia đình nội tộc nhà ta, thì về hôm nay thì anh em chúng cháu Hà Nội mới thấy một cái không khí của quê nhà mình, cái dòng họ nhà mình, và đặc biệt là cái sản phẩm đây sau rất nhiều tháng, nhiều năm mà Hoàng cũng là những người con tâm đắc nhất. Xin gửi bài hát đầu tiên vì Hoàng nó bảo thôi anh từ từ quê nhà anh hát mẹ cho em trước. Cậu ấm sức vòi bao giờ cũng nghĩ mẹ. Người đàn bà mãi mãi không không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời. Còn đó với con nơi suốt ngày xưa, còn đó với con một niềm đau, một điều đau cách xa. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con nuôi dài một đời. Còn đó với con đời xưa ngày xưa ấy, còn đó với con một điểm đau cách xa. Để từng chiều lại nghe lòng con cao thương nhớ, con tìm về mẹ ơi, mẹ ơi.
trọn ngu dại một đời. Khi con ngu dại một đời, còn đó với con đời suốt ngày dài, còn đó với con một niềm đau cách xa. Mẹ đời đầu tiên, người đã ta ngay cả khi con vẫn ngu dại một đời, còn đó với con lối xưa ngày xưa, còn đó với con một niềm đau cách xa, tình yêu lại nhé. Thank you.
con ngài bay đi. Sao xong thôi đành, à ơi hoa cài bay đi. Sao xong thôi đành, thôi đành, ơ ơ.
Thank you.
gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh ơi, con xin gánh hết những lời mẹ ru. Đời này xứ gió tình buồn, xuân anh không chắc từng gian nan. Để con anh gánh bên đồng ba, sợ tôi mẹ mất một màng cánh hai. Lạnh là đêm dài, lạnh qua năm rộng những ngày đắng cay. Cho lễ nhập trạch từ đường Chư Ba Họ Phạm Ngọc trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay lời cho các nghệ sĩ, thay lời cho ban tổ chức gia đình, xin được chân thành cảm ơn quý vị các anh chị rất nhiều. Và đặc biệt là nếu được phép và gieo duyên thì các nghệ sĩ sẽ có ngày trở lại và trong buổi 29 này. Rất biết ơn các quý vị đại biểu khách quý, quý bà con cô bác rất nhiều. Kính chúc quý vị khách quý các anh chị cùng con trai dâu gái rể trong dòng tộc có một buổi tối thật là tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Cảm ơn quý vị. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể các anh em con cháu trong gia đình Chư Ba Phạm Ngọc. Hôm nay được các nghệ sĩ của đoàn chèo Thái Bình về biểu diễn nhân ngày
nhập trạch từ đường. Thì thay mặt gia đình xin cảm ơn các nghệ sĩ và có chút quà để gửi lời cảm ơn tới các nghệ sĩ, và hẹn các nghệ sĩ có dịp mà gần đây nhất sẽ lại quay lại trở lại gia đình để biểu diễn. Rất là tuyệt vời. Xin được từ lời các nghệ sĩ cảm ơn cô Hương, cảm ơn các cô, các chú, và đặc biệt là cảm ơn từ quý vị, khách quý, các chị. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn cô rất là nhiều. Nguyện ẩn nương thế nương theo tướng, nương theo tướng tốt chiếu soi, một niệm chí thành mười phương cảm ứng. Chư vị tiên linh gia tiên dòng họ Chi Ba, họ Phạm Ngọc, phổ cập thượng tự cao cao, Chi Tổ hạ chí huyền viên, Chi Tôn á thân liệt thích, viễn cận nội ngoại đẳng chư đẳng đẳng, chư vị chân linh. Hôm nay là ngày 29 chủ, gia tộc chúng con, tín chủ Phạm Ngọc Lâm, Trần Thị Quýt, Bùi Thị Tam, Trần Thị Nhin, Lê Thị Minh, Phạm Thị Thúy, Phạm Thị Dung, Phạm Ngọc Quân, Phạm Ngọc Khang, Phạm Ngọc Phương Chủ Nhang, Phạm Ngọc Ánh, Phạm Ngọc Đăng, Phạm Ngọc
Kiên, Phạm Ngọc Hoàng, Phạm Ngọc Cương, Phạm Ngọc Việt, Phạm Tiên Phong, hợp đồng gia tộc, các con trai, con gái, các cháu chắt chít nội ngoại của chi ba họ Phạm Ngọc. Tại hôm nay tại từ đường chi ba họ Phạm Ngọc, thôn Vạn Minh, Đông Quan, Đông Hưng, Thái Bình, trước án tiền kính cẩn thưa trình, đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần đến, minh niên sắp tới. Nay là ngày 29, ngày mai là ngày 30, ngày cuối cùng của năm Quý Mão. Toàn thể gia đình, gia tộc chúng con sắm sanh vật phẩm hương hoa cơm canh cụ soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng tiên thiên địa tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư vị hương linh quá vãng. Theo như thường lệ tuế trừ, cáo tế cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu, chủ hương linh giáng lâm án tọa, phụ thủy chứng giám thụ hưởng lễ vật, kính mong ơn trên, rủ lòng thương xót. Nguyệt phúc sinh nhật, gia tộc chúng con thành tâm khẩn đầu kính dâng văn sớ. Thượng lai văn sớ tuyên đọc, dĩ chu lượng mộc, thánh từ phù thủy nạp thụ, kim hiểu sớ văn tấu đối án tiền, dụng bằng phố lơ hỏa hóa. Hỏi nguồn từ đâu, cháu con như những nhánh sâu đổ dồn nước mắt về nguồn tổ tiên. Vâng, đúng vậy, hôm nay ngày đẹp tháng lành, con cháu trong dòng họ chi ba Phạm tộc ở mọi miền đất nước đã trở về đây tụ hội để tưởng nhớ người đã sinh thành ra, cho con cháu được bay xa bay cao, được ấm no hạnh phúc với ngôi nhà khang trang rực rỡ. Con cháu Phạm tộc đã vun đắp dựng xây muôn đời đền đáp. Nhân ngày giỗ tổ đoàn tế nữ quan thôn tổ hội đông, chúng con được vinh dự về đây cùng với con cháu trong dòng tộc thắp nén tâm nhang, xin linh tổ chứng giám phù hộ độ trì cho chúng con được mạnh khỏe bình an. Thank you.
xuất lễ vật. Thank you.
Bye.
Tam Quốc Thái Bình Tình Đông Quan Xá Vạn Minh Nhà Con Tuệ Thượng Kia Mão Nhân Nhất Nhi Tình Nguyệt Nhất Nhi Tiểu Vũ Tư Thương Chỉ Ba Phạm Tông Thôn Vạn Minh Xá Đông Quan A Di Đà Phật Đoàn Thế Hà Quan Thôn Cổ Hội Xã Đốc Hà Quan Cùng nhau sửa lễ kinh dân Hướng hoa quả phẩm lễ vật phi nguy Dâng lên tỏ đường lòng thành kinh bái A Di Đà Phật Tổ Đức Anh Linh từ đường sáng mai Con cháu gia đình nhà hạnh phúc A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Lạy cháu ơi Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn các bà, các bác trong hội tế thôn cổ hội xã Đông Phong, Đông Quan. Chúng tôi rất cảm động và xin cảm ơn toàn thể các ông, các bà, các con, các cháu của dân tộc Phạm Chi Ba xúc tất cả.
cả thân các cụ các ông các bà và các con các cháu được mạnh khỏe bình an trong năm mới an khang thịnh vượng. Xin hết ạ. Chương trình lễ tăng hành từ đường xin được bắt đầu. Thưa các cụ các ông bà, thưa các quý vị đại biểu, thưa tất cả các con cháu nội ngoại râu rể của ngành ba chi chín Hồng Ngọc, trong không khí vui mừng phấn khởi chuẩn bị đón năm mới Xuân Giáp Thìn, với tâm lòng thành kính sự biết ơn vô hạn đối với tổ tiên ông bà cha mẹ, hôm nay hậu duệ ngành ba chi chín Hồng Ngọc chúng ta hội tụ về đây kính cẩn dâng hương long trọng tổ chức khánh thành từ đường ngành ba chi ba chi chín Hồng Ngọc. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Trước hết, thay mặt ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể con cháu, râu rể ngành ba chi chín Hồng Ngọc đã đến đây để chung vui cùng họ tộc, hội đồng gia tộc ngành ba chi chín Hồng Ngọc. Nhiệt liệt chào mừng toàn thể bà con, chúc các anh chị em, con cháu râu rể nội ngoại từ khắp mọi miền của đất nước, nước trong nước ngoài về đây để làm cho buổi lễ càng thêm ấm cúng linh thiêng, thắp được thắm được tình nghĩa của dòng tộc. Kính thưa các quý vị, thưa bạn toàn thể họ tộc, được sự đồng tâm nhất trí của toàn thể các cháu, hội đồng gia tộc quyết định khởi công công trình vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 nhằm ngày 20 tháng 5 năm 2023 âm lịch, quyết tâm hoàn thành trước tháng 12 âm lịch để tổ chức khánh thành vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 âm lịch, nhằm thỏa mãn ước nguyện báo hiếu của con cháu đối với tổ tiên và bậc sinh thành, đồng thời cũng là để thỏa mãn ước nguyện cầu mong cho linh hồn các bậc tiền bối được siêu thoát thanh thản và mỉm cười nơi chín suối. Chúng ta nhận thức rằng nhà thờ họ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh với đa số con cháu họ tộc, bởi nhà thờ họ là thế giới thu nhỏ của các vị tiền nhân thủy tổ trong họ, nơi hội tụ hồn thiêng dòng họ, nơi con cháu hướng nhìn hàng ngày cảm nhận được sự ấm áp gần gũi của cha ông đang dõi theo mọi việc làm của con cháu để ngăn ngừa điều dưỡng phù hộ đồ trì cho mọi việc được hanh thông an thái. Nhà thờ họ là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi ngày giỗ tổ, ngày Tết con cháu hội tụ cùng nhau kính cẩn dâng hương lễ vật kính cáo tổ tiên, những thành tích của thế hệ đang sống bày tỏ ước mong được sự phù hộ đồ trì chở che cho muôn đời con cháu được hạnh phúc ấm no mãi mãi. Nhà thờ cũng là nơi lưu giữ bổ sung gia phả gia pháp, duy trì bản sắc dòng họ và cũng là nơi vinh danh lưu danh các bậc hiền tài dày công dày đức trong họ để con cháu mãi mãi noi theo. Dòng họ càng lâu đời con cháu càng đông đúc, người bồi đắp xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước lập nghiệp ở phương xa, thế nên nhà thờ cũng là nơi cháu con gặp gỡ làm mái nhà chung cho hết những ai tấm là có tấm lòng luôn hướng về cội nguồn. Nơi đây chúng ta nhận họ nhận hàng, ta nghiền ngẫm sự suy về ước nguyện của bao đời công đức để mà dốc sức noi theo. Nơi đây chúng ta cũng cùng nhau hàn huyên tâm sự vào những dịp bái tổ bái tiên, khích lệ động viên nhau trước những được mất của cuộc đời. Sau 7 tháng thi công đến hôm nay nhà thờ họ đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng về kỹ thuật cũng như mỹ thuật theo thiết kế và theo yêu cầu của dòng họ. Bao ngày tháng mong đợi, đến nay trước mặt chúng ta là nhà thờ tiên tổ lộng lẫy khang trang, cổng nhà thờ về thế uy nghiêm, ấm lòng tổ tiên và mắt dạ các cháu nội ngoại. Kính thưa toàn thể gia tộc, nhìn lại quá trình xây dựng nhà thờ, chúng ta thật tự hào và sức mạnh đoàn kết khắc phục qua mọi khó khăn, chung lòng chung sức với một tấm lòng nguyện tri tiên tổ, chúng ta đã hoàn thành ngôi nhà thờ cao giáo đẹp đẽ khang trang, thỏa lòng mong mỏi từ đường chi ba ngành ba chi chín Hồng Ngọc uy nghiêm, một công trình văn hóa tâm linh là ngôi nhà chung thiêng liêng của dòng tộc, là tài sản vô giá muôn đời để lại con cháu phục thờ. Đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Ngọc Quân thay mặt ban xây dựng từ đường lên báo cáo quá trình triển khai xây dựng. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Quân. Kính thưa các vị quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các thành viên, con cháu, nội ngoại, râu rể, chi ba Phòng Ngọc, trong không khí phấn khởi vui mừng, ấm áp, tôn nghiêm của ngày Tết Tân Nguyên, báo hiếu với tâm lòng thành kính,
vô hạn của tổ tiên ông bà cha mẹ họ rể Chi Ba Phạm Ngọc. Con cháu hội tụ về đây để dâng hương long trọng khánh thành nhà thờ họ Chi Ba Phạm Ngọc. Trước hết tôi thay mặt con cháu Chi Ba Phạm Ngọc, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị quý khách đã đến đây chung vui với cùng họ tộc chúng tôi. Chi Ba Phạm Ngọc nhiệt liệt chào mừng toàn thể con cháu, chú cô dì chú bác, anh chị em, con cháu, dâu rể, nội ngoại tộc từ khắp mọi miền đất nước và nước ngoài về dâng hương thêm phần ấm cúng linh thiêng thắm đậm nghĩa tình dòng họ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể gia tộc, từ năm đời gắn bó với làng Minh Dân xưa và thôn Vạn Minh ngày nay, do hoàn cảnh lịch sử kinh tế khó khăn còn rất khó khăn cho nên Chi Ba Phạm Ngọc vẫn chưa có nhà thờ riêng của họ Phạm. Chi Ba Phạm Ngọc, việc thờ cúng tổ tiên và hoạt động của dòng họ được thực hiện ở nhà trưởng họ ông Phạm Ngọc Yên. Mãi đến năm 1997, với sự khởi xướng của ông Phạm Ngọc Yên cùng các ông Êm, ông Khoa, ông Nghiêm, ông Lân, ông Hòa trong Chi Ba Phạm Ngọc, với ý nguyện trăn trở và thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ trước mắt của ông Khiêm, ông Quân, ông Ánh, ông Hoàng và ông Phạm Quân, tiến sĩ Phạm Quân tuyên bố bằng giờ năm ngoái, ông Quân tuyên bố là phát động để xây dựng từ đường và trước mắt đóng góp 200 triệu và huy động tối đa con cháu. Với ý nghĩa trên, nhà thờ họ tiêu chí đặt ra là phải tôn nghiêm, đẹp đẽ, cao ráo, thoáng đáng, tiện lợi, kiến trúc truyền thống cổ kính và đồng thời mang lại dáng dấp của Chi Ba Phạm Ngọc, xây dựng từ đường ngày càng tốt đẹp hơn. Còn 6 tháng thì có từ đường đã xây dựng tổ công hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kính thưa các vị đại biểu, nhìn lại quá trình xây dựng từ đường, chúng ta tự hào sự đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, chung lòng với tâm nguyện tri ân tổ tiên chúng ta. Ở trong buổi lễ là gia tộc là cháu Phạm Ngọc Phong là trưởng tộc, bởi vì cha truyền có nối từ ông cụ Hanh đến cụ Khiêm cho đến đến ông Khiêm, và bây giờ là cháu Phong là trưởng tộc. Và từ nay chúng tôi là những người lớn tuổi thì tham gia góp ý một phần nho nhỏ cùng với hội đồng gia tộc ngày càng phát triển. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Phạm Ngọc Quân. Kính thưa các cụ, các ông bà, thưa toàn thể gia tộc, từ đường được triển khai xây dựng đúng kế hoạch và có sự đồng lòng, đồng sức, nhất trí của hội đồng gia tộc và sự đóng góp của toàn họ. Xin trân trọng giới thiệu bác Phạm Tiên Phong, trưởng tộc ngành 3 chi 9, Phạm Ngọc, mời biểu, xin trân trọng, kính mời. Thứ nhất là thay mặt cho dòng họ Phạm Ngọc Chi Ba, ngành 9, trước hết là tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Nhân dân xã, cũng như là các vị đại diện cho các chi ngành trong làng, trong xã đã bớt chút thời gian vào cái buổi tất niên cuối năm bận rộn như thế này, đã dành thời gian đến để chung vui cùng với gia tộc chúng tôi. Thì thay mặt cho gia tộc, tôi xin một lần nữa cảm ơn các quý vị. Tôi xin trích lại cái câu mà đã được ghi trong câu đối đã được ghi trong nhà thờ bộ tổ của dòng họ Phạm Ngọc Chi Ba, đó là tổ tiên công đức muôn đời thịnh, con cháu thảo hiền vạn thế vinh. Điều này đã được chứng minh vào ngày hôm nay, đó là cái việc chúng ta đã xây dựng được ngôi từ đường to đẹp như thế này với sự đồng lòng đóng góp của tất cả con cháu trong dòng họ, từ những người công tác ở cơ quan nhà nước, từ những người làm kinh doanh bên ngoài, từ những người lao động ở quê nhà, cũng như là những cháu học sinh, con cháu đã dành những cái đồng tiền của mình để đóng góp cho cái việc xây dựng từ đường ngày hôm nay. Thì thay mặt cho Chi Ba Phạm Ngọc, tôi xin trân trọng cảm ơn và xin ghi nhận tất cả những tấm lòng của con cháu chúng ta
đã đóng góp để có được cái từ đường này ngày hôm nay. Tôi rất là hy vọng là qua cái từ đường này thì gia tộc chúng ta sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, con cháu sẽ có những tiến bộ hơn nữa, học tập làm việc đều đạt được những kết quả tốt và mọi người đều được khỏe mạnh. Các cụ, các ông, các bà ở đây tiếp tục sẽ sống trường thọ để mà làm gương cho con cháu đoàn kết trong trong thời gian tới. Và lời cuối cùng thì trước khi cũng không thể không nhắc đến, đó là rất là thay mặt cho gia tộc cũng rất cảm ơn, đặc biệt là những người đã tham gia trực tiếp vào chỉ đạo thiết kế cũng như xây dựng cái từ đường này. Các ông, các chú cũng đã rất là vất vả trong cái thời gian vừa qua, thì cũng rất là cảm ơn ông, thứ nhất là ông Hoàng, ông Tùng, ông Dương, và đặc biệt là gia đình của ông Phương. Người ở đây đã dành rất nhiều các cái tình cảm cũng như là sức lực để mà có thể chúng ta có được cái ngôi từ đường đẹp ngày hôm nay. Thì một lần nữa thay mặt cho gia tộc, tôi xin chân thành cảm ơn. Và tôi cũng luôn luôn mong muốn rằng chúng ta tiếp tục phát huy những cái truyền thống của gia tộc từ trước đến nay, đó là tổ tiên thì công đức muôn đời thịnh, con cháu thảo hiền vạn thế vinh. Xin hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của bác Phạm Tiên Phong. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu cụ Phạm Ngọc Lân lên phát biểu và tuyên bố khánh thành từ đường. Sau đây thì xin mời các cháu Uyên con bố Đăng, Hà con chị Hoàn, Linh con bố Việt, Bảo Linh con bố Hùng lên chuẩn bị để phục vụ lễ cắt băng khánh thành. Thưa toàn thể con cháu họ Phạm Ngọc ngành ba, người Việt Nam ta có câu: ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Đó là đạo lý muôn đời mà không có gì thay đổi được. Cũng vì chân lý sáng ngời đó, con cháu dòng họ ngành ba chi chín Phạm Ngọc vinh dự được nối tiếp những truyền thống tốt đẹp, gìn giữ và lưu truyền cho muôn đời sau những giá trị của mỗi thế hệ, mỗi con người. Việc xây dựng từ đường dòng họ là một việc làm hết sức thiết thực, vì đó là một nơi cháu con thể hiện lòng tôn kính, biết ơn với công đức của tổ tiên, vừa là nơi quần tụ gắn kết dòng họ máu huyết thống thiêng liêng của các thế hệ hậu duệ về sau. Công trình hoàn thiện trang trí trước mắt con cháu ở đây cho thấy tấm lòng tri ân của cháu con hậu duệ cho tinh thần đoàn kết vượt khó, cho thấy sự nỗ lực gắn bó các thế hệ của dòng tộc ngành ba chi chí Phạm Ngọc. Hôm nay là ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, ngày lành tháng tốt, con cháu nội ngoại tộc ngành ba chi chí Phạm Ngọc cùng tề tựu về đây cùng hoan hỉ tham dự lễ khánh thành ngôi từ đường của ngành ba chi chí Phạm Ngọc. Thay mặt cho dòng họ ngành chi ba Phạm Ngọc, xóm Minh Dân, thôn Vạn Minh, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, tôi là Phạm Ngọc Lân, cháu nội của cụ Phạm Ngọc Hanh, xin trân trọng tuyên bố chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nhà thờ của ngành ba chi chí Phạm Ngọc. Xin kính chúc toàn thể các vị quý khách, bà con, cô bác, chú thím, anh chị em, con cháu chắc có mặt tại đây làm lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn cụ Phạm Ngọc Lân. Tiếp theo chương trình thì xin kính mời cụ Phạm Ngọc Lân, anh Phạm Ngọc Phương và bác Phạm Tiên Phong lên vị trí danh dự để cắt băng khánh thành. Và xin kính mời trưởng nam của các gia đình lên đứng đằng sau để chứng kiến lễ cắt băng khánh thành. Và 1, 2, 3.
băng Khánh Thành đến đây là kết thúc. Thì tiếp theo chương trình là lễ dâng hương. Trước hết chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng kính nhớ tổ tiên. Khôn ngoan nhờ ấm cha ông, làm nên phải đói tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hứng hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đắp nền. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiếu trọn niềm. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải phải hiểu
công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, các anh các chị, kính thưa toàn thể gia đình và toàn quý khách, các vị quý khách, tôi được giới thiệu phát biểu cảm tưởng trong một cái không khí đầy cảm tưởng như thế này. Cái điều quan trọng cao quý nhất của cuộc sống không phải là tiền tài danh vọng, không phải là quyền lực. Cái điều quý giá nhất của cuộc sống chính là chúng ta được ở với nhau, chúng ta được vui vẻ hạnh phúc cùng nhau. Và cái buổi tối ngày hôm qua, khi mà gia đình chúng tôi có một đứa cháu gái, cháu gái sinh ra không được trọn vẹn như một đứa trẻ bình thường, khi về đây cháu đã được chung vui với gia đình. Và nếu ai được chứng kiến cái khoảnh khắc khi cháu gái của tôi nở cười sảng khoái vui vẻ thì mọi người sẽ cảm nhận được cháu đã hạnh phúc như thế nào khi được về với nhau. Và đấy mới là điều quan trọng, điều cao quý nhất của cuộc sống. Và ngôi từ đường của chúng ta chính là sợi dây vô hình kéo chúng ta lại với nhau. Và bây giờ đề nghị tất cả chúng ta hướng về từ đường. Từ đường của chúng ta có đẹp không ạ? Chúng ta có tự hào không ạ? Xin một tràng vỗ tay. Tiếp theo chương trình thì là chương trình phát thưởng cho các cháu học sinh đạt học sinh giỏi xuất trong năm học 2022-2023. Kính thưa toàn thể dòng tộc, kính thưa công chí đại biểu, ban thư ký của quỹ khuyến học chi ba Phạm Ngọc xin được công bố danh sách các cháu, các em đạt học sinh giỏi cấp quận huyện trở lên và các cháu, các em thi đỗ đại học cao đẳng năm 2023. Thì theo cái quy định của quỹ khuyến học chi ba Phạm Ngọc cũng như là theo cái đăng ký danh sách của các gia đình thì năm 2023 quỹ khuyến học cũng như họ Phạm chi ba Phạm Ngọc vinh danh 5 cháu đạt thi đỗ cao học, thi đỗ đại học và 2 em đã đạt giải trong kỳ thi giỏi từ cấp quận huyện trở lên và 2 em đạt thi đỗ cao học. Tôi xin thay mặt ban thư ký xin công bố cụ thể danh sách như sau. Đầu tiên là em Phạm Việt Linh, là con bố mẹ Hiền Kiên, là thi đỗ đại học. Mặc dù em thi đỗ đại học cách đây 3 năm, tuy nhiên do điều kiện về không gian cũng như do dịch bệnh thì năm nay thì quỹ khuyến học thì sẽ trao thưởng cho em Phạm Việt Linh. Thứ hai là em Phạm Thanh Đức, con bố Hoàng Thu, là thi đỗ đại học năm 2023. Thứ ba là em Trương Hoàng Tùng,
con mẹ Hà, con mẹ Hà Bồ Công là thi đỗ đại học năm 2023. Thứ tư là cháu Phạm Hải Yến và Phạm Yến Nhi thi đỗ đại học năm 2023. Thứ năm là cháu Phạm Ngọc Trúc Chi là con mẹ Ngọc, cháu ngoại bà Vĩnh thi đỗ đại học năm 2023. Thứ sáu là em Phạm Ngọc Như Quỳnh con Bồ Cương thi đỗ cao đẳng năm 2023. Thứ bảy là cháu em Đặng Minh Tâm con mẹ Lý là thi đỗ cao đẳng năm 2023. Và hai em là đạt thành tích trong kỳ thi quốc gia và cũng như là kỳ thi cấp quận huyện trở lên, đó là Phạm Đăng Khôi con bố Hồ Mẹ Bình là đạt thi lập trình quốc gia năm 2023, và cháu Nguyễn Minh Hưng là con mẹ Thủy bố Ngọc là đạt giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia. Xin trân trọng kính mời các em các cháu lên nhận thưởng. Sau đây thì ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phạm Lân và ông Phạm Hồng Ánh là lên trao thưởng cho các em các cháu đạt thành tích trong năm 2023. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Hồng Lân. Mang hết tài năng tâm sức xây dựng gia đình, dòng họ, xóm làng, đất nước ngày càng phát triển, duy trì nền nếp gia phong, vun đắp cho phú đức dòng họ cao dày mãi mãi. Từ đường ngành 399 Phạm Ngọc chúng ta ổn đời đời bền vững. Chúc toàn thể gia tộc đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Chúc cho sự đoàn tụ của đại gia đình chúng ta thật hạnh phúc nhất. Xin trân trọng cảm ơn.
Tình yêu